Đây là cảnh bầy dơi buổi chiều chập tối, nó bắt đầu nó đi kiếm mồi nó ăn anh em. Cái mô hình xây mấy cái chuồng dơi, dựng mấy cái chòi dơi như kiểu này anh em có thể lên mạng tìm hiểu. Cái đặc biệt là dơi nó về nó ngủ rồi nó thải ra mấy cái phân của nó anh em. Anh em hứng lại giống như kiểu này nè. Cái phân này nó rất tốt cho mấy cái cây trồng rồi này nọ. Và anh em bán lại cho những thương lái với cái giá rất là cao, trên dưới 5-60 ngàn 1 kg nha anh em. Một đêm nếu mà về nhiều anh em thu được 4-5 kg, có khi 5-10 kg nha anh em. Mà cái quan trọng nhất là anh em dựng chòi, làm chòi thì dơi nó vẫn về nhưng mà số lượng nó chậm. Thì anh em cũng biết rồi đó, bên Thuận là chuyên gia làm những cái file tiếng, nên Thuận có cái file dụ dơi, dẫn dụ dơi về ở lại chòi. Thì buổi tối anh em chỉ cần mở khoảng chừng nửa tiếng, 1 tiếng là khoảng 2-3 giờ sáng thì anh em mở lên, thì lúc đó dơi nó đi ăn là chập sáng, gần sáng. Thì lúc đó dơi mà nó lại gần cái máy gần chòi thì sáng lên thì nó bắt buộc nó phải thấp vô chòi nha anh em. Thì nếu anh em nào quan tâm mà muốn tìm hiểu thì liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em. Thuận cũng cung cấp nhiều cho anh em ở dưới miền Tây với lại một số vùng tỉnh lân cận. Anh em liên hệ số điện thoại thì sau clip này là Thuận xin giới thiệu cái thẻ đó và cái máy đó, anh em nào cần liên hệ cho Thuận nha. Cảm ơn anh em rất. Em nào mà chưa có mua cái máy với lại âm thanh ở bên Thuận thì bên Thuận là chủ yếu là cái thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ là cái này anh em, thẻ nhớ này thì ngoài tiệm điện thoại bán rất là nhiều và những cửa hàng bán sim card điện thoại cũng có bán, nhưng mà cái quan trọng là cái bàn nhạc của tiếng của con dơi mũi ở trong đây anh em. Thì bên Thuận là có 3 loại tiếng như con cái, con đực, Thuận chép xen kẽ. Mình mở cái tiếng này lên á, thì con dơi một khi mà nó nghe được á thì nó sẽ quay quanh cái chòi mình giống như chim yến anh em. Và cái thời gian mình sử dụng là từ 4 giờ sáng hoặc là 4 giờ rưỡi anh em mở đến 6 giờ rưỡi. Thì khi mà nó nghe được cái tiếng kêu này á, thì nó sẽ quay quanh cái chòi của mình và nó bay một hoài như vậy. Khi mà trời từ 6 giờ sáng lên á, 6 rưỡi á, thì khoảng thời gian đó là dơi nó không hết thấy đường anh em. Tại vì con dơi thì nó chỉ bay được buổi tối thôi, là trời tối thôi. Khi mà trời sáng lên thì nó sẽ không thấy đường, thì nó sẽ bắt buộc nó phải tấp vô cái chòi của mình nó ở. Và ngày qua ngày nó ở được một lần thì nó đi ăn rồi nó về nó ở. Tại vì khi mà cái chòi của anh em, cái chuồng á, làm nó ok á, thì con dơi nó sẽ không bỏ nha anh em. Mà anh em lưu ý là cái khoảng thời gian anh em mở là từ 4 giờ, 4 giờ rưỡi. Tại vì cái khoảng thời gian đó anh em mở thì dơi nó sẽ quay quanh chòi là tầm cỡ tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thì nó mệt, thì nó sẽ vô chòi là lúc đó vừa sáng. Còn khi anh em mà mở buổi tối á, khi nó quay quanh á, rồi nó đói á, trời nó tối nó bỏ đi ăn á, là lúc đó mình thất bại nha anh em. Thì cái cách làm như thế nào á, thì anh em cứ liên hệ số điện thoại của Thuận nè, để Thuận tư vấn và chia sẻ nhiều thêm cho anh em. Thì ngoài ra là bên Thuận có bán cái máy. Cái máy này đặc biệt một cái anh em là nó có cái điều khiển để anh em điều khiển được từ xa. Ví dụ anh em bỏ nó trên cái chòi cao cỡ 7, 8, 9, 10 mét gì đó, anh em đứng xa 200-300 mét anh em mở lên thì vẫn được. Thì cái cách sử dụng rất là đơn giản. Anh em nhận được cái máy thì gồm có cái máy nè, rồi cái đầu mót nè, rồi cái túi này để bỏ vô để ngụy trang. Không thì Thuận đã bỏ thử cái bỏ sẵn cái thẻ vô, tại vì cái thẻ bỏ ra vô nó rất là dễ rớt anh em, nên Thuận bỏ thẳng vô đó. Thuận quay có một tay anh em thông cảm. Thì anh em nhận được thì cái cách sử dụng là anh em chỉ cần mở cái này lên, mở lên, nắng hơi chói, anh em mở lên đó, mở lên là nó sẽ kêu nha anh em đó. Thì Thuận xin tràn cái bài nhạc lên cái tiếng dơi này để giữ lại bản quyền. Thì anh em nào muốn mua tiếng dơi này thì liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận chia sẻ cũng như cung cấp cho anh em và tư vấn cho anh em hiệu quả hơn. Thì cái đầu mót này anh em gật lên, lúc mà anh em nhận được thì là Thuận đã tắt rồi, anh em gật xuống cái là anh em bấm, thí dụ như đang bài số 1 đi, muốn bài số 1 bấm vô cái đó. Anh em không muốn anh em bấm qua bài số 2, bài số 3, bài số 4. Còn khi anh em muốn lùi lại anh em bấm lúc này đó. Anh em tắt bấm lúc này. Ví dụ anh em muốn mở bài số 2 thì anh em bấm vô đây cái là nó sẽ qua bài số 2. Rồi ví dụ anh em muốn lặp đi lặp lại, anh em bấm vô đây là nó kêu hết bài này, nó sẽ kêu lại nha anh em. Còn khi anh em không muốn nó tới lui nữa, không muốn nó giữ lại bài này thì anh em bấm vô chữ C thì nó có chữ ALL là nó sẽ qua luôn. Đó, rồi anh em để trên chòi thì anh em cố gắng mở máy sẵn nha. Còn khi anh em đưa xuống rồi anh em hãy tắt. Cái đầu mod này thì chỉ tắt được đầu mod thôi. Không. Còn cái lo là anh em không thể tắt khi anh em để xa tầm tay. Nên cái cách sử dụng á là buổi tối anh em lấy xuống, ví dụ như anh em lấy xuống đi thì cứ sáng khoảng chừng 7 giờ sáng là anh em cắm sạc pin vô, sạc đến 5 giờ chiều đúng không, là anh em bỏ vô cái túi dàn dị này nè, anh em bỏ nó vô trong cái túi này đó, bỏ vô thì nó sẽ như vậy nha anh em. Tại vì Thuận quay một tay nên anh em thông cảm. Bỏ vô túi này, xong ở đây nó có một cái sợi dây, anh em cột cái sợi dây này, cái sợi dây nằm trong đây nó có sợi dây, anh em câu một sợi dây giống như mình đưa lá thốt nốt lên chòi, mình đưa nó lên vậy nè anh em, đó đưa nó lên như vậy đúng không, là lúc đó là cái máy là mình mở rồi nha, cái máy mình mở rồi. Thì cái đầu mod của mình thì mình đứng xa được 200-300 mét, ví dụ như cái máy mình mở rồi nè, chỉ với anh em cho nó cụ thể, anh em nghe clip nó hơi dài tí. Đó nè anh em tắt nè, đó nè Quang, anh em bật xuống cái anh em tắt không, anh em câu như lên trò như nãy Thuận chỉ anh em á đó. Xong rồi anh em ngủ hay làm gì cũng được, 4 giờ sáng anh em dậy, anh em đứng xa bao nhiêu cũng được, thí dụ như khoảng 300-400 mét thì ok, thí dụ nó không ok anh em kéo cái dây anten ra để cho bắt sóng mạnh hơn, thì anh em chỉ cần bấm vô đây đó là nó kêu, anh em thấy không, tắt. Khi anh em sử dụng xong đúng không, anh em thả nó xuống rồi anh em đem nó, anh em đem sạc từ 7 giờ anh em sạc cho nó thành một thói quen đúng không, xong rồi tối lại câu lên. Mà Thuận dặn anh em cái này, trước khi mà anh em nhận được cái này á đúng không, về là anh em khoan câu nó lên chòi cái đó, anh em nhận được cái lo lấy lại đồ về hết thì buổi chiều tầm khoảng chừng 5 giờ 5 giờ rưỡi chiều anh em đem ra một cái khu nào mà có dơi á, anh em test, anh em mở lên sử dụng sao cho nó thành thạo, rồi anh em thấy dơi nó bay, tại giờ đó nó còn sớm, dơi nó bay anh em thấy nó bay, anh em nhìn em chỉnh riết nó quen cái tay đi, xong bắt đầu anh em mới kết hợp vô trong cái môi trường chòi của mình thì nó sẽ hiệu quả hơn không. Cái đó là Thuận chia sẻ với anh em. Còn nếu mà anh em nào muốn mà cho đạt hiệu quả nữa thì cũng dùng cái lo này với lại cái thẻ với cái đồ mod này, anh em ra ngoài mấy cái chỗ bán đồ câu cá, lưỡi câu rồi anh em kêu bán một bộ lưới giăng cá sặc cá rô, về anh em lấy 2 cái cây tầm dông cao khoảng 3-4 mét, anh em giăng giống như mấy hàng bắt chim đêm á, mấy anh em bắt chim đêm á, giăng lên rồi anh em mở cái tiếng dơi này lên thì con dơi nó nghe tiếng kêu nó sẽ lủi vô, anh em thấy không, dính được những con dơi đó. Rồi anh em bẫy là từ 6 giờ đến 8 giờ đó là khoảng được 50-60 con. Thì anh em làm những cái lồng giống như là lồng bắt rắn á, anh em bỏ nó vô trong đó thấy không, xong rồi bắt đầu anh em đưa lên trên chòi lúc 8-9 giờ đêm, anh em bỏ lên rồi anh em kết hợp mở thêm máy, không mở máy cũng được, làm như vậy thì để cho cái chòi dơi mình có cái hơi dơi, rồi anh em kết hợp thêm buổi sáng nữa thì cái thời gian đó là rất là ok. Nhưng cái mô hình thứ hai á, cái nãy Thuận mới chỉ anh em cái dơi á, là anh em sẽ dùng qua cái thùng dơi. Nãy giờ chắc nhiều anh em thắc mắc là cái thùng dơi này, cái thùng để ở đây không biết là cái gì, thì cũng giới thiệu lên em, đây là cái thùng dơi. Cái thùng dơi này á là làm á để cho những anh em mà không có lá thốt nốt mà ở khu vực xa, Thuận làm một tay nên anh em thông cảm nha. Anh em ở xa mà không có lá thốt nốt thì anh em sẽ dùng qua cái thùng dơi này. Cái mô hình giờ thùng dơi này là Thuận có cái clip đã hướng dẫn trên mạng cho anh em rồi. Thì cái thùng dơi này chiều dài đó là 60, chiều ngang là 30, anh em có thể làm lớn nhỏ tùy thế thôi không? Thì cao của nó là 6 cm. Cái thùng dơi này anh em có thể làm là 1 ngăn cũng được, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn tùy theo. Thì cái thùng này á, là ở trong đây nè không? Anh em đóng miếng mành ở trên đây cũng có nữa nha, nhưng mà quay nó hơi khó thôi đó. Thì làm y chang như là cái trò dơi của lá thốt nốt, nhưng mà anh em không bỏ lá thốt nốt, anh em gắn những cái thùng này lên. Thì thay vì cái chòi lá thốt nốt đó, nó làm dài là 6 m, cao là 8-9 m, ngang của nó 2-3 m, thì anh em làm nhỏ hơn, làm nó kiên cố hơn. Giống những cái nhà mà ở ngoài khu vực biển mà người ta hay nhìn coi biển có bị cái gì, thuyền nó có bị cái gì không anh em, thí dụ vậy, cứu hộ đồ á, thì nhìn bên này, hình lên đây nè, phần để cho anh em tham khảo đó. Thì cái này á, là khi mình có những cái thùng này xong, mình làm xong hết thì bình thường á, khi mà con dơi á, mà nó nghe lá thốt nốt thì nó mới bu vô trong cái chòi của mình. Thì bây giờ mình không có lá thốt nốt thì mình sử dụng cái máy này như nãy Thuận nói không. Nhưng mà cái thời gian nó làm á, là nó phải kết hợp hai cái luôn. Thay vì lá thốt nốt anh em chỉ dùng từ 4 giờ đến 6 giờ rưỡi. Còn khi anh em mà làm qua cái thùng này á, anh em cần phải có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là anh em bắt dê mồi như nãy Thuận nói á, anh em để trong cái chòi của mình, rồi anh em kết hợp mở máy. Thì khi những con dơi nó nghe tiếng kêu, nó sẽ bay vô trong chòi, và nó thấy dê mồi nó sẽ tấp lại, và nó thấy mấy cái hốc như nè anh em, nó sẽ chui vô trong đây. Một cái thùng này chứa từ 500 đến 1.000 con nha anh em. Thì một cái chòi anh em làm cỡ 10 cái thùng này. Cái thùng này là bên Thuận không có bán, anh em bấm với đường link bên dưới có một cái video là hướng dẫn cho anh em làm cái thùng dơi, hoặc anh em lên mạng YouTube tìm cũng vẫn có. Anh em đem cái clip đó ra ngoài mấy cái chỗ thợ mộc đó kêu người ta làm. Cái thùng này là Thuận làm 250, nhưng anh em làm nhiều thì giá cả nó sẽ khác, và cái chất liệu gỗ tùy theo anh em thôi. Nếu anh em nào mới làm thì làm thử 2-3 thùng coi dơi nó vô bắt đầu mình sẽ nâng cao lên. Mình làm cái thùng này á, là mình tiện một cái là không phải sử dụng lá thốt nốt và không phải giặt lá thốt nốt. Khi mà con dơi nó vô trong đây á, là cái người nó có cái chất làm sạch, nó làm sạch luôn nguyên cái khu này luôn anh em hiểu không, là phân nó thải xuống. Và anh em làm một cái miếng cao lên như vậy là thân nó thải xuống đây luôn là lấy, chứ không có rớt xuống đất luôn anh em hiểu không. Và đó, anh em chia sẻ anh em sơ như vậy. Còn những anh em nào mà làm á, mà bị rắn lục đồ phá thì anh em có thể ra mua cái keo Đại Phát này nè. Không, cái nước nó là màu trắng nha anh em quấn xung quanh cái chân, nó bò lên là nó dính, 1 kg 2 kg gì cũng dính, nhỏ lớn gì cũng dính hết. Hoặc là những con rắn mà nó ở trên cao anh em bắt không được á, lấy cái keo này quấn vô nè, chích vô người nó, lôi nó ra, chứ không phải lại bắt nó khỏi mất công. Đó, Thuận xin chia sẻ vậy với anh em. Còn anh em nào mà muốn tìm hiểu hoặc là hỏi những cái gì thì gọi số điện thoại của Thuận, kết bạn Zalo cũng có nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào làm á, thì gọi Thuận, còn không làm thì chia sẻ cho bạn bè anh em coi chơi. Còn những anh em nào mà vô tình coi được clip này á, mà có sử dụng Zalo hay Facebook á, mà muốn kiếm tiền điện thoại á, liên hệ với Thuận thì Thuận sẽ cho anh em từ 20 đến 50 ngàn, nếu mà tùy theo Zalo Facebook anh em có đông người hay không. Nếu mà chia sẻ cho Thuận thì Thuận sẽ gửi tiền cạc cho anh em. Thuận nói được là Thuận làm được, không có giàu nghèo, nhưng mà cái vấn đề 20 đến 50 thì có thể được nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em.